cửa hàng bóng đá số 1 Nhật Bản có gì? Đầu tiên, ở đây có rất nhiều bóng và giày, thiên đường của những tín đồ bóng đá. Những bản áo bóng đá đặc biệt chỉ có tại Nhật Bản. Vẫn là rất nhiều giày và quần áo bóng đá. Tiếp theo là những trái bóng ở những kỳ World Cup đầu tiên trên thế giới. Và đây là găng và giày của thủ môn Buffon trong kỳ World Cup mà đội tuyển Ý đã vô địch. Tiếp đến là chiếc áo thi đấu của Wayne Rooney và chữ ký của Rooney trên đó. Và đây là hai chiếc giày của David Beckham và cũng có chữ ký của Beckham trên đó. Tiếp đến là đôi giày của Leroy Sané. Wow. Và đây là giày của Gerard Piqué. Và cuối cùng đây là đôi giày của Tomiyasu. Tiếp đến là giày và áo thi đấu của Rudiger trong màu áo Chelsea. Su. Và đây là áo thi đấu của Cristiano Ronaldo. Và cuối cùng là chiếc áo thi đấu của Neymar. Và các bạn có biết điều gì đặc biệt không? Đây chính là cỏ trên sân Nou Camp. Wow, quá tuyệt vời.